Mộc Lam Huy xin chào. Clip lần này Mộc Lam Huy giới thiệu tới cho tất cả quý vị khán giả một bộ ghế Minh Quốc Nghê với chất liệu là gỗ tràm bông vàng tự nhiên và dàn mặt được làm bằng gỗ gõ đỏ. Tổng quan thì đây là bộ ghế 6 món, bao gồm một ghế băng dài, hai chiếc ghế con, một bàn chè và hai đôn. Trước khi chi tiết về bộ ghế này thì Mộc Lam Huy xin được báo giá cho quý vị cụ thể luôn. Đây là sản phẩm có giá 10.800.000 tại xưởng Mộc Lam Huy. Giá đã bao gồm Mộc Lam Huy tặng kèm quý vị một tấm kính mặt bàn và bao gồm chính sách giao hàng miễn phí 30 cây. Riêng Sài Gòn thì Mộc Lam Huy sẽ miễn phí cho quý vị hai quận, đó là quận 9 và quận Thủ Đức. Chi tiết cho quý vị thì đây là bộ nghê Minh Quốc Nghê hay còn gọi là bộ nghê ba đầu. Và dàn tựa thì bên Mộc Lam Huy chúng tôi làm tựa chữ phúc lộc thọ phú quý. Dàn tó nghê với cái chiều cao là 26 phân và được đục CNC. Và nghê này nghê nối quý vị nhé. Đây là sản phẩm gỗ tràm, cho nên là nghê nối và có chiều cao như có báo rồi, 26 phân. Dàn tựa là tựa chữ phúc lộc thọ thì được làm dày là 2,5 phân. Và dàn cột là cột 12 đủ quý vị này, cột 12 đủ và tay 12 đủ, chân cũng là chân 12 đủ nhé. Và dàn tay thì dàn tay có độ dày là 4,5 phân, được lọng cong. Và dàn trống thì là trống lân quý vị nhé, làm từ trống được của trống lân. Tất cả là 6 con lân ở trên hai cái con và một cái băng. Và dàn mặt ngồi thì trên cả 6 món thì đều được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Vâng, tại đây thì Mộc Lam Huy sơn màu gỗ gõ và gỗ tràm gần giống màu nhau luôn. Đó, tại vì như quý vị biết là gỗ gõ đỏ là một màu khác và gỗ tràm là một màu khác. Vâng, cả 6 tấm mặt thì đều được làm bằng gỗ gõ đỏ hết. Và bông vân trong cái lô cây này rất là đẹp quý vị nhé. Dàn vân mặt gỗ đỏ rất là đẹp. Vâng, kích thước cụ thể của bộ ghế này như sau. Ghế băng dài 1m93, cao 1m15 và sâu 65. Ghế con thì cao 1m15, rộng 85, sâu 65. Bàn là bàn dài 1m2, rộng 50. Bộ ghế này thì sẽ phù hợp cho căn nhà có diện tích phòng khách tầm 20m2 đến 25m2 là đẹp nhất. Vâng, với chất liệu gỗ tràm thì như quý vị thấy tại Mộc Lam Huy, các cái sản phẩm này thì Mộc Lam Huy chúng tôi để gỗ nó khô, nó co rút hết lại thì chúng tôi mới sơn như thế này đây, để đảm bảo là các sản phẩm khi về nhà quý vị thì sẽ không có hiện tượng co rút hay là lúc xe gỗ. Vâng, đây là clip Mộc Lam Huy quay sơ qua và giới thiệu cho quý vị về bộ ghế tràm này. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với Mộc Lam Huy qua cái số điện thoại ở trên video hoặc là tới tận xưởng của Mộc Lam Huy để lựa những cái sản phẩm mộc ký tên trước khi sơn. Một lần nữa thì Mộc Lam Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở clip lần sau. Để về đúng chưa anh? Đúng chưa? Đúng chưa?